Ok, xin chào cả nhà, xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Đức. Hôm nay thì cũng làm cho mọi người một cái video để chúng ta nhìn về thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại, đúng không? Hôm nay thì cái thị trường của chúng ta rơi cũng khá là mạnh, hầu hết cả cái cổ phiếu đang bị rơi sàn rất là mạnh ở đây, đúng không? Thì hôm nay thị trường của chúng ta cũng lập một cái kỷ lục mới về cái số điểm giảm, chúng ta rơi 60 điểm. Và có những thời điểm cao điểm nhất đây chúng ta sẽ rơi vào khoảng tầm 74 điểm, một cái điểm số rất là lớn đối với thị trường của chúng ta từ trước đến nay. Thì cái nguyên nhân chính mà để xảy ra cái hiện tượng rơi như thế là do thị trường của chúng ta đi lên một cái giai đoạn khá là dài, cả cái công ty chứng khoán đã bắt đầu hết cả rung cho vay, cái áp lực của thị trường quá lớn nên là dẫn đến cả cái hiện tượng chốt lời của cả cái nhà đầu tư chứng khoán ở trên thị trường. Thì ở đây chúng ta sẽ hỏi rằng là liệu thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại thì nó sẽ đi theo những cái kịch bản nào, những cái dòng cổ phiếu nào thì chúng ta có thể là cần phải thoát ra ngoài, những cái dòng cổ phiếu nào thì chúng ta có thể giữ lại được, và chúng ta sẽ chú ý những cái dòng cổ phiếu nào cho cái giai đoạn tiếp theo. Được đúng không ạ? Thì hôm nay của chúng ta thì hầu hết các cái dòng cổ phiếu đang giảm sàn rất là mạnh. Một phần nữa là do cái chiều nay cái hệ thống của sở giao dịch HO họ cũng không giao dịch được nên là cái đà phục hồi của thị trường nó không xảy ra. Bình thường thì mình thấy đối với các cái trường hợp mà đối với các cái chu kỳ sóng trượt, thì đối với cái trường hợp mà thị trường giảm mạnh vào buổi sáng thì nó sẽ thường phục hồi lại vào buổi chiều. Ví dụ như giảm sàn toàn bộ vào buổi sáng thì nó sẽ phục hồi vào buổi chiều. Đây là một trong những cái mà chúng ta thấy cái phiên hôm nay thị trường gần như đã đến khoảng tầm 1 giờ 10 thì cái thị trường của chúng ta đã ngừng giao dịch rồi. Một số các cái lệnh giao dịch ở trên thị trường là do các công ty chứng khoán nhỏ họ họ không bị ngắt kết nối. Còn đối với các cái công ty chứng khoán lớn thì hiện tại là cứ khi xảy ra lỗi thì các công ty chứng khoán lớn sẽ bị cắt kết nối đầu tiên. Đấy, thì hôm nay cũng thị trường cũng giảm khá là mạnh ở đây. Một phần là do cái yếu tố chốt lời của các nhà đầu tư, một phần nữa là do chúng ta không mua lại được. Đúng không? Chiều nay mọi người muốn mua thì không mua lại được trở lại. Thì ở đây chúng ta sẽ xem lại cái biểu đồ của chúng ta ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta thấy thị trường có một cái gap ở phần phía dưới này, nó đang quay lại lấp cái vùng này và nó chưa lấp hết. Thì ở đây các bạn sẽ cần phải chú ý một số các cái yếu tố như sau. Cái thứ nhất là khi mà thị trường có những cái phiên áp thớt với khối lượng lớn như thế này thì các bạn thường phải chú ý là đa phần cả cái trường hợp sau khi tạo ra khối lượng lớn thì nó sẽ phục hồi lại. Đa phần sau khi tạo ra khối lượng lớn và biên độ lớn ở phiên áp thớt thì nó sẽ có nhịp phục hồi, và cái nhịp phục hồi của nó thường nó sẽ kèm theo một cái phiên giảm xuống và rụt chân lên, giảm xuống và rụt chân lên ở cái giai đoạn này. Thì nếu mà các bạn mà đang giao dịch mà các bạn chưa bán được cái phiên hôm nay thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng quá cho cái phiên ngày mai. Cái phiên ngày mai thì nó sẽ có khá nhiều các cái kịch bản. Nó có hai kịch bản chính có thể xảy ra vào phiên ngày mai. Cái thứ nhất là nếu như ngày mai sáng ngày mai thị trường đồng loạt kéo xanh thì nó sẽ rơi trở lại, tức là nó sẽ rủ ở trong phiên rơi lại. Còn nếu như thì đối với cái trường hợp mà nó kéo lên xanh vào buổi sáng thì các bạn có thể là hạ bớt một ít cổ phiếu ở giai đoạn này, hạ bớt cái tỷ lệ margin ra. Còn đối với cái trường hợp mà buổi sáng thị trường rơi tiếp thì các bạn sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ đợi cho thị trường phục hồi. Đó. Bởi vì thông thường khi mà rơi với biên độ lớn và cái khối lượng hấp thụ ở đây cũng khá lớn như thế này thì khả năng thị trường sẽ có một cái nhịp phục hồi trở lại. Nó giống như cả cái phiên này này. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây một cái quá trình đi lên thì nó sẽ xảy ra một cái quá trình áp thớt ở đây với khối lượng rất lớn. Thì đối với cái trường hợp mà buổi sáng mà thị trường bị bán tổng bán tháo thì chúng ta sẽ đợi cái phục hồi trở lại này này. Đó, đợi cái phục hồi trở lại của thị trường. Rồi lúc đó chúng ta có thể là xử lý, chúng ta có thể hạ bớt tỷ lệ tài khoản xuống. Các bạn chú ý rằng nếu như thị trường mà rơi thêm một cái phiên nữa thì thông thường cái quá trình phục hồi đi lên của thị trường nó sẽ có quá trình tết đáy trở lại, nên là ở trong cái quá trình mà phục hồi ở đây thì nó cũng là cái thời điểm các bạn có thể rút bớt ra cả cái tỷ lệ vốn vay ở thời điểm hiện tại. Hoặc là chúng ta sẽ thấy được ở đây trong cái quá trình đi lên thì khi mà thị trường rơi với biên độ lớn thì nó sẽ cần một cái phiên
phục hồi rút chân để lên để nó hình thành cả cái vùng đáy. Thực ra thì nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng một cái quá trình đi lên rất dài ở đây, và hôm nay thị trường bắt đầu rơi với biên độ gần như là toàn bộ cả cái cổ phiếu giảm sàn, thì thực ra nó là một cái điều khá là tốt, bởi vì cái sợ nhất của chúng ta, sợ nhất nó không phải là một cái phiên đạp mạnh mà nó cứ mỗi ngày nó giảm một ít. Ví dụ như nó giảm ở đây, ví dụ như giảm khoảng tầm 60 điểm mà nó chia làm 4 ngày là chúng ta rất là mệt, nhưng mà nó giảm một ngày thì cả cái cổ phiếu chúng ta cũng làm đi giảm 7% thôi. Đó, cũng làm đi giảm 7%. Nhưng mà nếu như mà nó chia làm khoảng tầm 3 4 ngày mà nó giao dịch ở đây thì cổ phiếu chúng ta có thể giảm 20 30% đấy, sức bình thường. Đó. Nên là khi mà thị trường mở biên giảm với biên độ lớn thì nó cũng cũng là một cái mà chúng ta thấy là cái tỷ lệ tổn thất của chúng ta nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều so với cái quá trình đi lên này. So với cái quá trình đi lên này, rất nhiều dòng chảy, rất nhiều cổ phiếu chảy 20 30% thì một cái phiên giảm lại thì nó cũng hết sức là bình thường. Ngoài ra thì các bạn cũng cần có cả cái kinh nghiệm xử lý. Ví dụ như hôm nay thì mình cũng cảm giác rằng là thị trường nó có cái vấn đề. Buổi trưa phục hồi lại thì mình thấy dòng thủy sản khá là ok. Thì mình có lấy hai cổ phiếu là ANV và VHC. Bởi vì cái cổ phiếu này nó cũng đã vào cái tầm chú ý của mình cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà đối với một cái thị trường đi xuống thì hầu hết cả cái cổ phiếu đều sẽ rơi theo thị trường chung. Thì sau đó mình phát hiện ra rằng thị trường của chúng ta đang mở một cái biên mở biên rơi. Thì mình đã bảo tất cả các khách hàng ở trong cái hệ thống của mình là phải chú ý vào thị trường. Lúc đó thì nó rơi vào khoảng tầm đâu đó khoảng tầm vào buổi sáng khoảng 10 giờ trưa. Bởi vì buổi sáng thì khi mà thị trường khi thị trường mà giảm xuống thì nó có một cái đà phục hồi đây này và bắt đầu nó rơi trở lại. Mở biên tức là thị trường bắt đầu mở biên độ giảm. Thì rơi vào đó khoảng tầm khi mình thấy là thị trường khi mà giảm khoảng tầm 9 điểm vào buổi sáng. Rồi sau đó nó phục hồi trở lại và nó rơi ngược trở lại cũng khoảng tầm 10 đến 12 điểm. Thì mình thấy là cái quá trình thị trường đang bắt đầu mở biên và có hiện tượng bán tháo. Thì mình đã cảnh báo cho tất cả các khách hàng là phải hạ bớt margin để giảm cái tỷ lệ an toàn xuống. Các bạn chú ý rằng là cái tỷ lệ mà để chúng ta quản trị rủi ro trong cái quá trình đầu tư thì cái thứ nhất là cái cổ phiếu của mình giảm hay không. Cái yếu tố thứ hai đó chính là gì ạ? Cái quy mô vốn đang đánh. Tức là ví dụ như chúng ta đánh khoảng tầm chúng ta đánh 1 tỷ mà chúng ta hạ xuống 500 triệu thì nếu mà nó xảy ra tổn thất thì cái việc mà tổn thất trên 500 triệu nó sẽ ít hơn là 1 tỷ. Nên là cái khi mà chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ phải thấy được rằng là phải hạ được cái quy mô vốn xuống. Thì nếu mà chúng ta hạ sớm cái phiên hôm nay thì chúng ta sẽ được giá rất là tốt. Đúng không? Phải rút ra đấy, rút rút bớt cái hạ cái tỷ lệ quy mô vốn, nhất là đối với các trường hợp các bạn đánh margin là phải hàng ngay từ sớm. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải bán thật nhanh, bán một cách nhanh chóng này. Bởi vì khi mà các bạn hạ được cái quy mô vốn xuống thì chúng ta có thể mua lại sau mà. Chúng ta có thể mua hoàn toàn có thể tham gia lại đối với giai đoạn phía sau. Hoặc là chúng ta có thể là cái cổ phiếu chúng ta nắm giữ nó rơi xuống, nó không đạt cả cái mẫu hình nữa thì chúng ta sẽ tìm kiếm một cái cổ phiếu khác. Một cái giai đoạn khác để chúng ta đầu tư lại. Đúng không ạ? Khi mà thị trường không ổn định, ví dụ như khi chúng ta thấy là thị trường không ổn định thì cả cái mã cổ phiếu nó sẽ rơi theo thị trường chung. Các bạn nên nhớ là khi mà cái làn sóng bán tháo thì gần như cổ phiếu tốt, cổ phiếu xấu, tất cả đều rơi. Và khi đó chúng ta chỉ chú ý vào vốn thôi, tức là chúng ta đầu tư vào quy mô vốn bao nhiêu vào cái thị trường thì cái đó nó sẽ giảm cho chúng ta cái sự tổn thất của chúng ta. Bởi vì các bạn thấy rằng là cổ phiếu tốt, cổ phiếu xấu mà hôm nay thì nếu mà giao dịch thì gần như cổ phiếu nào cũng giảm sàn, cổ phiếu nào cũng bị bán mạnh cả. Thì đó là cái vấn đề gì ạ? Đó là cái vấn đề về quy mô vốn rồi. Còn tốt xấu hôm nay nó đều 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 giảm xuống hết. Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm trong chúng ta xử lý cả cái tài khoản của chúng ta trong cái quá trình giao dịch. Tức là chúng ta phải nhanh chóng đưa được cái tỷ lệ tài khoản về cái trạng thái an toàn. Sau đó chúng ta có một cái khoản tiền dư ra, sau này chúng ta có thể đầu tư lại cả cái cổ phiếu khác. Thì nó sẽ là giảm bớt cái độ tổn thất cho mọi người trong cái quá trình giao dịch. Bởi vì
Rất khó để nhận diện ra những cái giai đoạn thị trường xảy ra điều chỉnh, và nếu mà chúng ta rút ra quá sớm thì chúng ta sẽ mất đi một cái khoản lợi nhuận tương đối lớn, đúng không ạ? Thì đó là cũng là cái cách để chúng ta giao dịch ở trên thị trường. Ngoài ra thì ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ cần chú ý những cái điều gì? Cái điều đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cả cái cổ phiếu ngành chứng khoán, ở đây chúng ta thấy được rằng là khi nó đi lên ở một cái giai đoạn mà kéo lên ở giai đoạn phía sau này, nó không bứt phá được mạnh, không bứt phá được quyết liệt, thì nó xảy ra quá trình rũ ở đây. Các bạn chú ý, rũ ở đây thì nó sẽ mất khoảng tầm vài ba tuần để nó tích lũy lại, vài ba tuần. Nên là những cái cổ phiếu mà nó có chạy được rũ ở trong cái phiên hôm nay thì chúng ta sẽ bây giờ ở giai đoạn hiện tại thì chúng ta sẽ chú ý rằng là những cái dạng cổ phiếu này chúng ta có thể ưu tiên để hạ ra. Sau đó chúng ta sẽ đợi cái quá trình tích lũy ở đây để chúng ta tham gia lại ở phần phía sau. Hoặc là chúng ta thấy có VND, các cổ phiếu đã có chạy được rút rất là mạnh ở đây thì nó sẽ mất khoảng tầm vài ba tuần để chúng ta có một cái điểm mua mới. Đấy. Nên là thông thường thì chúng ta có thể là bán bớt, bán hạ những cái dạng cổ phiếu này ra, hoặc là chúng ta có dạng BCI, hoặc là chúng ta có RSI chẳng hạn. Thì những cái dạng cổ phiếu đã có chạy được rút ở đây thì chúng ta sẽ dựa ưu tiên hạ ra. Ưu tiên hạ ra bởi vì về bản chất là chúng ta nếu mà có mua điểm này thì nó cũng không lỗ bao nhiêu, kể cả các bạn lỗ bán hôm nay thì nó cũng gần như không lỗ, đúng không ạ? Hoặc là cả cái dòng cổ phiếu như dòng cổ phiếu dầu khí cũng thế. Khi mà nó có những cái giai đoạn bứt tốc phá ở giai đoạn phía trước thì ở giai đoạn phía sau này khi điều chỉnh xuống thì nó sẽ mất một đến vài tuần, vài ba tuần để nó bắt đầu có quả nắng, cái quá trình cân bằng trở lại và diện tích lũy trở lại. Nên là những cái dòng này chúng ta sẽ là thường là những cái dòng mà chúng ta sẽ ưu tiên chốt đầu tiên trong cái phiên hôm nay, hoặc là chúng ta có PVS chẳng hạn. Bởi vì thông thường những cái dòng cổ phiếu này đi lên nó sẽ mất khoảng một vài tuần, vài ba tuần để nó diện nó có sự tích lũy, nó có trạng thái cân bằng tốt nhất để chạy các cái nhịp tiếp theo, đúng không ạ? Còn đối với các cái dòng cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng ví dụ như các cái cổ phiếu dòng ngân hàng chẳng hạn, thì ở đây chúng ta sẽ chưa thấy được rằng là các cái dòng cổ phiếu này nó có quá trình chạy nước rút, chưa có các cái dấu hiệu chạy nước rút mạnh mạnh mẽ quyết liệt, thì những cái dòng cổ phiếu này chúng ta có thể quan sát và tham gia lại ở giai đoạn phía sau. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được một cái mẫu hình mà nó sẽ xuất hiện rất nhiều ở giai đoạn sắp tới mà các bạn có thể tham gia được, đó chính là mô hình về gãy nền. Tức là cái cổ phiếu của chúng ta khi mà nó tạo ra một cái giai đoạn tích lũy ở đây này và nó bứt phá lên, sau khi bứt phá lên gặp cái yếu tố thị trường chung, yếu tố thị trường chung mà nó không thuận lợi làm cho cổ phiếu bắt đầu gãy xuống ở giai đoạn này. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là cái ngưỡng hỗ trợ của nó chính là cái nền này, đúng không ạ? Và khi nó dao động ở đây thì nó bắt đầu cân bằng trở lại thì chúng ta sẽ tham gia ở điểm phía sau. Nó giống như cái trường hợp này. Nó giống như những cái trường hợp này, cổ phiếu tích lũy ở phía dưới, sau đó nó bứt phá lên và nó bị gãy xuống, gãy rũ xuống, thì ở đây nó sẽ là cả cái điểm phía trước này nó sẽ là điểm hỗ trợ, tức là cả cái vùng tích lũy phía trước sẽ là vùng hỗ trợ cho cổ phiếu phía sau. Sau khi cái quá trình tích lũy ở đây được hình thành, nó ở phần phía dưới này nó sẽ mất khoảng một đến vài tuần, nó có sự xác nhận đi lên thì đó sẽ là điểm mua. Đấy. Hoặc là cả cái cổ phiếu như ở đây, ví dụ nền ở đây đi ngang ở phần phía trên và gãy xuống ở đây thì cái điểm này các bạn có thể tham gia được, đúng không ạ? Hoặc là sau này khi mà các bạn học về các cái mô hình vai đầu vai ngược thì các bạn sẽ thấy cái điểm này sẽ là điểm tham gia, đó. Tức là cả cái hoạt động gãy rũ loại bỏ, ví dụ như ở đây có một cái nền cổ phiếu đi lên và gãy rũ về cái vùng nền này, thì khi mà nó cân bằng được trở lại thì cả cái điểm xác nhận đi lên sẽ là điểm mua. Đấy. Hoặc là ở đây này, một nền này, gãy rũ xuống này, sau rũ xuống thì ở cái vùng này nó sẽ là vùng hỗ trợ, nếu mà nó rút được chân lên nó cân bằng được trở lại thì các bạn chú ý là cả cái điểm phía sau sẽ là điểm mua cực kỳ an toàn cho các bạn.
Đấy, đó là cái cách để chúng ta tham gia. Ví dụ như hôm nay nếu mà các bạn nắm giữ vào cái cổ phiếu này thì ở cái giai đoạn này, ví dụ như các bạn mua ở phía trên này thì các bạn cứ hạ ra ở phần phần này, sau đó khi mà cổ phiếu bắt đầu cân bằng trở lại thì các bạn lại mua lại ở giai đoạn phía sau, đúng không? Chúng ta không nhất thiết là phải cầm cổ phiếu để chờ. Ở các cái cổ phiếu như Vietcombank cũng thế này, khi mà cái cổ phiếu này đi lên này, nó có một cái nền trượt đi lên ở phần phía trên tích lũy bị gãy xuống, gãy như thế này là cái khối lượng nó thấp và cái vùng nền này nó cũng chính là cái ngưỡng hỗ trợ, tức là chúng ta thấy nó giảm ở phần phía dưới này, khi phục hồi lên thì nó bắt đầu cân bằng ở phần phía trên của cái mẫu hình và nó bắt đầu tích lũy ở vùng phía sau này, thì cái điểm mua phía sau sẽ là điểm mua. Nó giống như ở trường hợp này. Để cho các bạn nắm rõ, các bạn hiểu rõ về cái cách chúng ta tham gia, cách chúng ta giao dịch, chứ không phải là cứ thích là chúng ta nhảy vào mua. Đây, ví dụ như cổ phiếu này bắt đầu đi ngang ở phần phía trước này, bắt đầu bứt phá lên này, đi ngang ở phần phía trên nhưng mà nó không bứt thoát được, ở đây nó cũng là vòng cung hướng lên nhưng mà không bứt thoát được, thì sau đó nó bắt đầu rủ xuống tẹt trở lại, thì ở điểm phía sau này sẽ là điểm mua. Đấy, các bạn sẽ thấy là những cái điểm này là điểm rất là tuyệt vời để các bạn mua, nó rất là an toàn, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy được là hầu hết cả cái cổ phiếu khi mà bứt phá lên nó cũng sẽ có những cái giai đoạn gãy dụ tương tự như thế. Thì ở giai đoạn hiện tại thì các bạn chú ý cho mình là những cái cổ phiếu nào nó chưa chạy được rụt, chưa chạy bứt phá mạnh mà nó có tích lũy và nó bị gãy xuống. Ví dụ như cổ phiếu này cũng là một cái trường hợp này. Ví dụ như cổ phiếu bắt đầu đi ngang ở phần phía dưới này này, nó bứt phá lên nhưng mà ở đến phần phía trên này này nó bắt đầu gãy xuống, rụ xuống. Thì cái vùng này nó sẽ là vùng hỗ trợ. Thì ở đây các bạn không cần phải tham gia sớm ở điểm này. Mà các bạn chú ý cho mình là những cái cổ phiếu này nó cân bằng được cái vùng này và xác nhận đi lên thì chúng ta sẽ tham gia. Đúng không? Hoặc là những cổ phiếu như đấy. Tức là khi mà nó đi lên ở phần phía trên này nó gãy xuống, rủ xuống và diện tích lũy trở lại thì chúng ta tham gia. Còn nếu mà nó không tích lũy được lại thì chúng ta chưa vội tham gia. Đấy. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình thấy có, nếu mà trong cả cái dòng lớn, trong cả cái dòng cổ phiếu lớn thì mình thấy có dòng dòng ngân hàng là dòng có cả cái dấu hiệu về gãy mà chúng ta thấy là nó sẽ hình thành đến cả cái mô hình về gãy dụ là rất cao. Đấy. Thì chúng ta có thể là đợi. Thông thường nếu mà cái quá trình tích lũy lại ở giai đoạn này thì nó sẽ mất khoảng tầm 1 đến hơn 1 tuần để nó hình thành. Tức là để mà cổ phiếu đạt các yêu cầu mua thì nó sẽ mất thời gian ở vùng này. Nhưng mà các bạn có thể chú ý những là dạng cổ phiếu mà khi mà giao dịch nó bị gãy dụ bởi những cái quá trình tích lũy thì lúc đó các bạn có thể tham gia được. Ví dụ như ở đây lên này, đi lên này, gãy này, tích lũy trở lại này, thì cái điểm này sẽ là điểm tham gia. Đấy. Nó rất nhiều các cái trường hợp như thế, nên là các bạn khi mà các bạn nghiên cứu, các bạn sử dụng về mẫu hình thì các bạn nắm rõ các cái trường hợp này. Ở đây các bạn nếu mà giả sử như các bạn các cái trường hợp mà các bạn mua vào cổ phiếu này thì ở trong cái phiên này các bạn cứ rút ra, sau đó khi mà nó cân bằng trở lại thì các bạn sẽ tham gia lại ở cái điểm phía sau. Các bạn có thể bán một nửa hoặc là bán hết và sau đó đợi cái điểm cân bằng trở lại ở phần phía sau thì các bạn tham gia lại. Các bạn phải sử dụng nhịp nhịp nhàng giữa cái sử dụng vốn, cái quy mô vốn mình đặt, tức là lời nhiều hay lời ít nó là dựa vào cái quy mô vốn. Nếu mà chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đánh nhiều thì chúng ta sẽ lãi nhiều, còn nếu mà chúng ta đánh ít thì lỗ ít, đúng không ạ? VIB cũng là trường hợp như thế, đúng không ạ? Chúng ta thấy ở đây này, khi nó đi lên nó có một cái nền tích lũy phía dưới mà nó không thoát lên được thì nó bắt đầu gãy, thì ở cái phần phía sau này chúng ta có thể tham gia. Này, các bạn phải đợi cho cổ phiếu tích lũy ở vùng này nó mất khoảng tầm 1 tuần đến 1 tuần rưỡi thì nó thường là đạt cả cái điểm tham gia. Các bạn sẽ thấy là cả cái giai đoạn gãy dụ này, ép bán này, thì cả cái điểm phía sau sẽ là điểm mua. Đó. Nó thường gãy dụ, nó loại bỏ, nó ép bán. Thì cái cổ phiếu nó mới lên được. Các bạn chú ý không ạ? Thì đó là cả cái cổ phiếu ví dụ như SHB cũng thế. SHB thì ví dụ như chúng ta thấy ở đây này, nền này, đi lên này, cày dụ này, ép này, sau đó nó bắt đầu nó cân bằng trở lại ở phần phía sau này thì nó sẽ là điểm mua. Nó cần phải hướng lên, hoặc đây chúng ta thấy có Techcombank. Techcombank thì ở phần phía trên này cái đồ tích lũy nó khá là ngắn,
nên là mình không muốn đưa nó vào ở giai đoạn gần đấy. Nhưng mà ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây này, gậy này, dụ này, tích lũy lại này, thì điểm này sẽ là điểm tham gia, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có gì ạ, có LPB đấy, ví dụ như nên này, đi lên này, gậy dụ này, tích lũy lại này, thì điểm này sẽ là điểm tham gia, đúng không ạ? Cái cách chúng ta giao dịch là như thế, để chúng ta hiểu, chúng ta nắm rõ về cái sự vận động vốn đi lên. Còn ở đây các bạn có thể chốt lời, rút đánh vào cả cái cổ phiếu mà nó có gãy dụ đủ mô hình, thì lúc đó chúng ta đánh. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy có cả cái cổ phiếu về dòng Vin cũng có những cái mô hình tương tự, nó có tích lũy trước nhưng mà ở đây nó gãy hơi sâu. Về nhìn chung thì trong dòng Vin thì cả cái cổ phiếu như VIX là đang bị gãy hơi sâu, khả năng cái ngày mai thì nó sẽ bắt đầu phục hồi lại về nền này, bởi vì cái nền này là một cái nền hỗ trợ cho cái cổ phiếu trong cái quá trình giao dịch. Ví dụ như gãy xuống thì nó sẽ hỗ trợ về vùng này, hoặc là Vinhome. Vinhome ở đây thì nó có một cái cạp và hôm nay nó cũng lấp được. Cái sự phục hồi của dòng Vin nó mình thấy nó khá tốt, bởi vì nhìn chung thì cả cái cổ phiếu đi lên từ nền hai ở đây thì nó vẫn chưa phải là chạy nhiều. Này. Thì những cái cổ phiếu này các bạn có thể là ưu tiên giữ lại đối với cái giai đoạn này, trong cả cái cổ phiếu mà mình đặt, hoặc là chúng ta có VRE cũng thế. Này. VRE những cái cổ phiếu mà diện mà nó mới bắt đầu cái quá trình chạy nó rụt ở giai đoạn này, thì thông thường những cái cổ phiếu này nó sẽ giữ giá tốt nhất cho cái quá trình cổ phiếu giao dịch, đúng không ạ? Thì đó là cái cách để chúng ta nhìn nhận, chúng ta biết được cái sự vận động của cổ phiếu. Và giai đoạn này thì hầu hết các bạn ở giai đoạn tới thì các bạn chú ý vào các cổ phiếu gãy nền, nó giống như cả cái cổ phiếu này cũng là cả cái cổ phiếu gãy nền, hoặc là cổ phiếu này cũng sẽ là cổ phiếu gãy nền. Thì để làm sao để chúng ta có thể mua, chúng ta có thể biết cách đầu tư để chúng ta có những cái cơ hội sắp tới, thì chúng ta sẽ phải ghi nhận, phải nghiên cứu về các cái mô hình. Đấy. Hầu hết cả cổ phiếu tích lũy gãy dụ này, sau đó nó sẽ đi lên rất mạnh và chúng ta phải nhận diện được cả cái cơ hội đó, đúng không ạ? Ở đây thì các bạn có thể là tham gia cái hệ thống Zoom bên mình, thì sắp tới thì bọn mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia lại đối với các cái mô hình gãy nền ở giai đoạn sắp tới nha. Các bạn có thể là inbox ở phía dưới cái video này, thì ở đây có số điện thoại của mình cũng như là số điện thoại của trợ lý của mình, thì các bạn mở tài khoản để tham gia room khuyến nghị, thì các bạn liên hệ với bạn Tùng, thì bạn Tùng sẽ hướng dẫn cho các bạn mở bằng KYC, mở rất nhanh các bạn nhé. Các bạn chỉ cần mở 5 giây là các bạn 5 phút là các bạn có thể là nộp tiền vào đầu tư và rút tiền ra một cách bình thường, không cần phải ký giấy tờ, đúng không ạ? Hoặc là các bạn liên hệ với số Zalo của mình ở phía dưới này. Ok, cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Tối hôm nay thì khoảng tầm 8 rưỡi thì mình có dạy một lớp học, nên là mình sẽ không trao đổi được với các bạn nhiều. Thank you cả nhà.